ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày ra quân kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích trên địa bàn, đơn vị và phòng cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý gần 150 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí nhiều ca công tác túc trực ngày đêm ở các tuyến đường trọng điểm, đoạn đường, giao lộ thường xuyên xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.200 phương tiện gồm xe máy, ô tô. Trong đó, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn là cán bộ sở ngoại vụ, quân khu 7, phóng viên. Mong cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi, nhưng tất cả đều bị lập biên bản vi phạm.